Thượng Nguyễn đang đi và có mặt tại chợ Market Cambodia vào đầu tháng 11. Mời quý vị cùng Thượng Nguyễn sẽ ngắm nhìn khu phố cũng như các gian hàng bày bán trong chợ cũ Campuchia. Này không sợ cân thiếu đâu, thì đã có cái cân chuẩn của ban quản lý cũng như ở đây. Đây là lạp xưởng, khô cá lóc, khô bò, khô trâu. Các du khách và các người địa phương cũng đều đến đây để mua sắm. Bên cạnh đó vẫn có những gian hàng bày bán những tranh nghệ thuật để nói về quần thể đền đài ở khu vực an toàn này.